đã ra đi thật rồi, cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù xin nguyện Chúa dù thương đón cha đi về, đón cha đi về hương lòng thánh nhà, hương lòng thánh nhà bù đắp nỗi đau. Cuộc đời đã qua tận tùy sớm hôm để lo Chúa toàn dương giúp con cái biết theo đạo này. Hôm nay con mất cha thật rồi, con mất cha thật rồi, không tìm gặp được nơi đâu. Cha ở nơi đâu? Cha con xa cách không bên bờ, biên giới thật xa mờ. Cha vội ra đi con biết ai cậy nhờ. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù xin nguyện Chúa dù đón cha đi về, đón cha đi về hương lòng thánh nhà, hương lòng thánh nhà tận tùy sớm hôm để lo chu toàn dương giúp con cái biết theo đạo này. Ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù xin nguyện Chúa dù thương đón cha đi về, đón cha đi về hương lòng thánh nhà, hương lòng thánh nhà bù đắp nỗi đau. Cuộc đời đã qua tận tùy sớm hôm để lo chu toàn dương giúp con cái biết theo đạo này. Xin lòng nhân của Chúa dù thương đón cha đi về, hương lòng thánh nhân bù đắp nỗi đau. Cuộc đời đã qua tận tùy sớm hôm để lo chu toàn dưỡng dưỡng con cái biết theo đạo lành.
con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời. Có dòng lệ thấm xuống đại dương. Con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết giang ca, cha là núi đứng lại và nhớ. Cha dõi theo con với cả khối tình nồng, như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha. Vì tình liên đới với ông Trùng Giới là con rể của ông Du Xe. Ông Trùng Giới đây đã tham gia công tác tông đồ giáo dân. Hiện ông đang giữ chức vụ bên Bắc Ái của ban điều hành giáo họ. Vậy ban điều hành họ Mông Triều cùng quý ông Trùng Hiệu, quý đại diện quý chức 22 tổ sống đạo đến đây chia sẻ cầu nguyện cho cụ Du Xe. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm mà ông chức phạm đến Chúa. Xin Chúa cũng đưa ông về ở bên Chúa mãi mãi. Xin ông cũng cầu nguyện cho giáo xứ Thánh Tâm cách riêng cho giáo họ Mông Triệu chúng con để chuẩn bị mừng lễ bổn mạng diễn ra thật được tốt đẹp. Cuối cùng, ban điều hành họ Mông Triệu, quý ông Trùng Kiều, đại diện quý chức 22 tổ sống đạo, gửi đến gia đình một lã hoa và một phong bì để cầu nguyện cho ông Du Xe. Xin gia đình đón nhận. Và giờ đây chúng ta bắt đầu làm nghi thức để quan cho ông Du Xe. Kính thưa cộng đoàn và tăng quyến, được tin chú gọi của ông Giuse về với khi nghĩ đến chỗ trống mà người ra đi để lại trong gia đình, chúng tôi xin bày tỏ lòng thương tiếc người quá cố và xin phân yêu cùng gia đình. Xin dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse, xin Chúa quan phòng, an bài mọi sự và ban cho linh hồn Giuse sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Và giờ đây kính mời cộng đoàn cùng tăng quyến hiệp ý với chúng tôi trong nghi thức nhập quan sau đây. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân trang chứa trao rồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba
Xin Chúa Kitô đón nhận linh hồn Giuse vào thiên đàng. Trên đồng cỏ xanh về người ta có nằm nghỉ. Tới nguồn nước cho nghỉ ngơi. Người hướng dẫn con, tâm hồn con, người lo bồi dưỡng. Xin Chúa Kitô đón nhận linh hồn Giuse vào thiên đàng. Cây roi và cái dây của người đó là điều an ủi lòng con. Xin Chúa Kitô đón nhận linh hồn Giuse vào thiên đàng. Chúa dọn ra cho con mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương. Đầu con thì Chúa sức dầu thiên. Xin Chúa đón nhận linh hồn Giuse vào thiên đàng. Lòng nhân từ và ân sủng của Chúa theo con hết mọi ngày trong đời sống, và trong nhà Chúa con sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài. Xin Chúa Kitô đón nhận linh hồn Giuse vào thiên đàng. Xin mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, anh em đã chết với Đức Kitô và sự sống của anh em hiện đang tiềm ẩn với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô nguồn sống của chúng ta xuất hiện với người và cùng người hưởng phúc vinh quang. Đó là lời Chúa. Cùng cầu nguyện, lạy Chúa, Chúa đã gọi linh hồn Giuse ra khỏi thế gian này để trở về với Chúa. Xin cho linh hồn Giuse ngay từ giờ phút này được thoát vòng tội lỗi, được đón nhận vào nước Chúa, chung hưởng vinh phúc với các người Cha đã chọn nhờ ngày thân xác phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy phép khăn tăng. Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa. Và đấng tạo hóa trời đất. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Này Cha là đấng tạo hóa, Cha đã tạo dựng muôn vật tốt đẹp và đã thánh hóa chúng. Xin Cha ban phúc lành cho những tang phục này, để những người thân trong tang quyến khi mặc vào thì được an ủi, được sự bình an của Cha trong tâm hồn, biết biến đau thương thành lời nguyện chân thành, tha thiết dâng lên trước tôn nhan Cha để được Cha thương xót đổ hồng ân xuống cho linh hồn Giuse và tăng quyến chúng con. Xin cho những người thân trong tăng quyến mặc trang phục này để thể hiện sự hiệp thông, để đền ơn đáp nghĩa linh hồn Giuse, yêu thương gắn bó và đùm bọc lẫn nhau và tha thiết cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Này ơn Đức Chúa Giêsu xưa với trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương có cho các linh hồn thiên hạ được rồi. Thì vậy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng tha thần phạt cho linh hồn Giuse chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn dám nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra, mà đem đến chỗ nương mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu đàn chịu chết vì chúng con. Amen. Này Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tôi nào ai đối đường, với Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán nữa. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Khi đã trông cậy Chúa, nhưng kẻ làm dân được Chúa chờ. Trong cái người cho liền thì người đắc nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm chân người thay thay.
khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúng con trong cõi đã thanh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê cho con người chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh Hiền Vinh Sáng Lang. Lạy Đức Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, lạy Trái Tim Cửu Thánh Cửu Tinh Đức Thánh Đức Bà Maria, lạy Ông Thánh Giuse là Bàn Thánh Sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, lạy các Thánh Tư Đạo Việt Nam, Lữ Vương Bát Sư Bình An, chúng con cậy về danh Chúa nhân từ cho linh hồn du sẽ được lên chốn nghỉ ngơi. Anh xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lắm vui vẻ vô cùng. Amen. Ban điều hành họ xin thông báo cho gia đình biết vào lúc 17 giờ ngày mai, cha xứ và thường vụ ban hành giáo quý ông trùm bốn họ sẽ đến làm phép cho cụ Giuse. Vậy xin thông báo cho gia đình sắp xếp để đón tiếp cha và quý chức. Và cũng vì tình liên đới, xin mời quý chức 22 tuổi sáng đạo vào buổi sáng thứ hai là tiễn đưa ông Giuse lên thánh đường, và ông cũng tham dự thánh lễ với ông cuối cùng và tiễn đưa ông ra nghĩa trang thánh tâm giáo xứ để tiễn đưa ông một lần cuối cùng. Và giờ đây chúng ta xin dâng lên Mẹ những nỗi đau, những sự mất mát, chia ly, đau buồn. Xin Mẹ quan phòng, chở che, nâng đỡ cho gia đình trong những ngày sầu khổ này. Này Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con gieo tâm biết bao đau thương và chẳng ngăn gai góc trên con đường. Ơi Mẹ thân nhân từ, Mẹ quên sao được hôm xưa lời Mẹ hứa thế ở trên núi kia. Lúc mà Chúa sinh thì Mẹ đứng âu sầu lặng yên, là Mẹ con mẹ xin linh quyền. Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương và chẳng nan gai góc bước trên con đường. Lạy Chúa chúng con vì dấu thánh gia, xin chứa chúng con cho khỏi kẻ thù, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Rồi nhận tay rồi đi ra ngoài luôn. Ra ngoài mặt. Tháng năm con sống xa quê nhà,
vẫn một lòng thương nhớ mẹ cha. Như tuổi thơ con được cha ôm ấp, dìu bước con trên mọi nẻo đường. Bao ước mơ cha sống cho riêng con, quên nhọc nhằn nuôi thăm rừng xa. Ôi tình cha vững vàng như núi thay, tình thắm sâu đâu gì sánh bằng. Tình thắm sâu đâu gì sánh bằng. Cha hỡi cha con nay đã về, mong đáp đền tình nghĩa cao sâu. Con gọi cha sao cha không lên. Xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thường cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Là
con cũng tha kẻ con ở chung con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin nhìn xuống đời con tội lỗi.
Vâng, xin mời các anh chị em trong hình đoàn chúng ta tiến vào trong nhà để làm giờ cầu nguyện cho ông Du Sa. Và đây xin mời gia đình cùng nguyện với chúng tôi trong giờ cầu nguyện. Thiêu sót mà ông Giuse đã chót phám vì yêu đuối. Xin
Lạy Chúa, Chúa là đấng chọn tốt, chọn lành vô cùng.
con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa. Thế con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tụi con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cãi và nhớ ơn Chúa. Thế con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho rồi tôi về. Hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi đứng vui tiếng cười, lưỡi tôi vàng lời ca, ngàn dân tung hô tôi thật vinh phúc. Khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu đầy, tôi vẫn cứ như còn sống hoài giấc mơ triền miên. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi đứng vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân tung hô tôi thật vinh phúc. Xin mời cộng đoàn lắng nghe và suy tư lời Chúa. Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu chúng cũng ở đấy với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và con sẽ tỏ cho chúng biết nữa, để tình Cha yêu con ở trong chúng, và con cũng ở trong chúng nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Xin mời cộng đoàn cùng nghe suy niệm. Giêsu đã là người con yêu của giáo hội và của Đức Kitô, đã được Ngài chăm sóc ngay ở trần gian này, và đã được Chúa Cha gìn giữ cho khỏi mọi hiểm nguy xác hồn. Hôm nay, ông Giuse đã được Chúa gọi về đời sau, thì ông Giuse được lòng xót thương của Chúa bao bọc, chăm sóc và được sống hạnh phúc với người mãi mãi. Để được vậy, chúng ta hiếu sốt sáng dâng những ước nguyện sau đây lên đấng tối cao. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sáng, nước Cha chi đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Số các chị em đứng đây có nhiều người cũng chưa được gặp ông lần nào, nhưng cũng có những người ông cũng đã quen thuộc. Ngày hôm nay chúng tôi đến đây dâng lên Chúa những lời cầu nguyện tha thiết chân thành, xin Chúa đói thương ông, và cũng xin ông trước tòa Chúa cầu nguyện cho gia đình và cho tất cả chúng tôi, những người còn đang lữ thứ nơi trần gian này với biết bao nhiêu những chông gai, những cạm bẫy mà bước đường chúng tôi phải vượt qua. Chúng tôi hôm nay xin ông cầu nguyện cho chúng tôi, và chúng tôi cũng nhớ tới ông trong những lời cầu nguyện hàng ngày. Và giờ đây một nén nhang này chúng tôi dâng đến ông để xin nói với ông lời tạm biệt, vì chúng ta tin chắc rằng chúng ta sẽ được gặp nhau trên nước hàng sống, để cùng với mẹ Maria, Triều Thần Thánh trên thiên đàng chúc tụng ngợi khen lòng thương xót của Chúa. Giờ đây xin ông nhận nén nhang này là nén nhang tạm biệt của chúng tôi. Xin Chúa Thánh Thần, người thương
cho con hồng ân trang chứa, trao rồi cho cha ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đói nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm hú con ngày đêm, nhuận thân xác hồn tràn lan ơn thiêng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Cha mẹ ta vô cùng dựng nên trời đất, tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu lãnh đời quan phong Siêu Phi Na Tu, chịu đông lạnh trên cây thánh giá, chết mà tan xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba vợ chồng kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết, tôi tìm kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tìm có hội thánh hằng có ở khắp thế này, cả thánh đồng công, tôi tìm phép tha tội, tôi tìm xa loài người tại sao sống lại, tôi tìm hằng sống vậy. Amen. Sống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi, thì là chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin Cha đồng đạt cho linh hồn du xe chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn gian nơi đưa đền tội, thì xin mở cửa tủ đạt ấy cho ta, mà đem đến chốn hương mọi sự vui thật là nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Kính thưa Tăng Quyến, được tin Chúa gọi linh hồn Giuse về với Chúa, anh em chúng tôi trong giới gia trưởng giáo xứ Thánh Tâm đến đây xin chia sẻ sự mất mát lớn lao này với gia đình, một sự mất mát mà không gì trong chúng ta có thể bù đắp cho nhau được. Dẫu biết rằng chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời, nhưng vốn mang một trái tim nhân loại, chúng ta vẫn bàng hoàng đau xót khi đứng trước sự ra đi của người thân. Nhưng trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, chúng ta cũng xác tín rằng sự ra đi của linh hồn Giuse là sự trở về cùng Chúa. Cúi xin Thiên Chúa tình thương nâng đỡ, an ủi, vỗ về những người thân trong gia đình Tăng Quyến, và xin Ngài sớm đưa linh hồn Giuse về đoàn tụ cùng các thánh trên quê trời. Và để những ước nguyện đó của chúng ta được Thiên Chúa nhận lời, giờ đây chúng tôi kính mời Tăng Quyến cùng cộng đoàn hiệp ý với chúng tôi dâng lời nguyện xin. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa bao ngày tháng con thầm mơ ước, tìm về bên Chúa buồn vui suối an hòa. Nay rừng luôn khát cao, luôn khát cao dòng nước, ước mong về. Lạy Chúa bao ngày
mình rằng: Lạy cha, những kẻ cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu chúng cũng ở đấy với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà cha đã ban cho con. Vì cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy cha công chính, thế gian đã không biết cha nhưng con biết cha, và những người này cũng biết rằng cha đã sai con. Con đã tỏ cho chúng biết danh cha, và con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình cha yêu con ở trong chúng, và con cũng ở trong chúng nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong niềm tin vào Đức Kitô hùng sinh linh Thiên Chúa, những lời cầu nguyện chân thành, Hội Thánh không ngừng loan truyền sự chết và phục sinh của Đức Kitô qua việc trung thành cử hành bí tích thánh thể. Xin cho các tín hữu năng đón nhận mình và mau Thánh Chúa làm lương thực trên đường thiên về quê trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mầu nhiệm các thánh cùng thông công là mối dây liên kết giữa người sống và kẻ chết. Xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu nguyện mà ban cho linh hồn Giuse được hương nhan Thánh Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho mọi người chúng con khi còn sống ở trần gian này biết khôn ngoan tìm kiếm những giá trị vinh cơ của nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Sự sống này chỉ thay đổi chứ không mất đi. Xin cho linh hồn Giuse và tất cả những ai đã trung thành tôn thờ Chúa mà nay đã qua đời được vui hưởng cuộc sống cùng chư thần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một Chúa xuống thế làm người, không phải để lên án thế gian, nhưng để thế gian được sống. Xin cho linh hồn Giuse là người đã được cứu chuộc nhờ máu Thánh Đức Kitô thì cũng được hưởng hạnh phúc cùng Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu. Xin cha đất nhân lành vô cùng, ta phần phạt cho linh hồn Giuse chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa điện tổ ấy, thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra, mà đem đến chỗ nước ngoài sự vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nan chịu chết vì chúng con. Amen. Từ vầng thân trầm
chiếc lá thu rơi. Cha ơi, đời cha gian khổ, bao nắng mưa dãi dầu nuôi con khôn lớn, đưa con vào đời rồi cha bỗng lặng lẽ đi về nơi xa xôi, đi về nơi cuối trời, đi một mình đơn côi. Còn đâu giờ, còn đâu nữa, tháng năm vụt qua, mắt cha nhạt nhòa, bên con thuở ấy vỗ về yêu thương. Còn đâu giờ, còn đâu nữa, người cha thân yêu, đời con sẽ bơ vơ bước chân thẫn thờ, bỗng nghe dại khờ vỗ về tuổi thơ. Thank you.
Nào ai đứng vững thành thơi
lớp nhân lành hay thương vô cùng. Sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thái. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn du sẽ được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi cuộc đời. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn du sẽ cho khỏi tù và được nghỉ yên an. Chúng con trong đời có thánh nguyện. Thì sẽ đến với ta, và ai đến với ta,
ta sẽ không khước từ họ. Vì ta đã từ trời xuống không phải để làm theo ý ta, nhưng để làm theo ý đấng đã sai ta. Mà ý của Chúa Cha đấng đã sai ta là tất cả những gì đã ban cho ta, ta chẳng làm hư mất, nhưng ta sẽ cho sống lại ngày tận thế. Vì đây chính ý của Chúa Cha ta đã sai ta. Bất kỳ kẻ nào thấy Chúa Con và tin ở Ngài thì được sống đời đời, và ta sẽ cho sống lại ngày tận thế. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chúng ta thành khẩn dâng lên Thiên Chúa Cha những ý nguyện sau đây: hầu cho người còn sống được ơn nâng đỡ, cho kẻ qua đời được ơn cứu thoát và được hưởng vinh phúc muôn đời. Lạy Chúa, Chúa lấy chính thịt máu Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn Giuse. Xin Chúa cho linh hồn Giuse được giải thoát khỏi xiềng xích sự chết, được phục sinh và được hợp đoàn cùng chư thần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thân tẩy mà làm cho linh hồn Giuse được trở nên con thật của Chúa. Xin Chúa đón nhận linh hồn Giuse vào nước hằng sông muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã phán: phúc cho kẻ được chết trong ơn nghĩa Chúa. Trải qua bao nhọc nhằn vất vả, linh hồn Giuse nay đã về với Chúa. Xin Chúa cho linh hồn Giuse được hương phúc thanh nhàn bên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin ghé mắt đó nhìn và xót thương tất cả chúng con đây, những kẻ hằng vững tin và phục sự Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng cần trông của chúng con mỗi ngày mỗi vững mạnh, để khi qua cõi đời này chúng con được Chúa đón nhận vào nước hằng sông muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện và tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn Giuse. Ước gì ngày sau hết, con cái Chúa là linh hồn Giuse được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa với trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi. Thì vậy chúng con xin Cha lớp nhân lành vô cùng, tha phần phạt cho linh hồn Giuse chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra, mà đem đến chốn hương mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa Con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen. Và cho ông được nương tựa trong trái tim rất nhân lành của Thánh Thần Chúa. Trong niềm tin của Đức Kitô tử nạn và phục sinh, chúng ta xác tín rằng sự ra đi của ông Giuse là sự trở về cùng Chúa. Và một ngày kia tất cả chúng ta sẽ sum họp cùng với ông Giuse trên cõi trời, nơi mà chúng ta mong đợi. Trong tâm, trong tâm tình cảm thông và chia sẻ, đoàn tông đồ Thánh Tâm và anh em trong quán Giuse cũng có một chút mà là tấm lòng thành để tiện đưa ông về cõi bình an. Xin gia đình đón nhận. Để những ước nguyện của chúng ta được Thiên Chúa nhận lời, kính mời Tăng Quyến cùng hiệp ý với chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần, a đấng tròn tốt tròn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chiều nằm chiều chết vì con, mà con đã cả lòng phán nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa. Thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chưa cái mà nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội.
việc đền tội cho xứng. Amen. Xin hát trên bờ trang 19. Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu, vì cho con ở đâu, để trọn đời con dâng làm y tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha ban ngày, con muốn Chúa ở đâu, vì cho con ở đó. Vì muôn hạnh phúc con là nơi Chúa, vì muôn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Cha, con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con sai chớ cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi dọn chỗ cho các con, và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu, các con cũng sẽ ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma thưa Ngài rằng: lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giê-xu phán: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Sau đây, hầu cho người còn sống hơn nâng đỡ, cho kẻ qua đời được ơn cứu thoát và được hưởng vinh phúc muôn đời. Lạy Chúa, Chúa đã lấy chính dịp mẫu Chúa mà nuôi dưỡng ông Giuse. Xin Chúa cho ông Giuse được giải thoát khỏi xiềng xích sự chết, được phục sinh và được hợp đoàn cùng chư thần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thanh tẩy mà làm cho ông Giuse được trở nên con thật của Chúa. Xin Chúa đón nhận ông Giuse vào nước hàng sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã phán: phúc cho kẻ được chết trong ơn nghĩa Chúa. Trải qua bao nhọc nhằn vất vả, ông Giuse nay đã về với Chúa. Xin cho ông Giuse được hưởng phúc thanh nhàn bên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin khép mắt đói nhìn và xót thương tất cả chúng con đây, những kẻ hằng vững tin và phụng sự Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng cây trong của chúng con mỗi ngày mỗi vững mạnh, để khi qua khỏi đời này, chúng con được Chúa đón nhận vào nước hàng sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện, mà tha thứ mọi lỗi lầm cho ông Giuse, ước gì ngày sau hết
con cái Chúa là ông Giuse, được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Mời ơn Đức Chúa Giêsu xưa với trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi, thì lạy chúng con xin Cha đất nhân lành vô cùng, tha phần phạt cho linh hồn Giuse chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lưa luyện tội thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra, mà đem đến chốn hương mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con, hãy dịu dàng xin hãy bàn xuống lòng con. Ta lừa say yêu mộ Chúa, Thánh Tâm Chúa Giêsu tràn lan niềm thương xót, xin thương những người đã chót vô tình xúc phạm đến Thánh Tâm Cha. Thánh Tâm Chúa Giêsu mùa đêm ái dịu dàng, xin hãy ban xuống lòng con và lửa say yêu mộ Chúa. Thánh Tâm Chúa Giêsu tràn lan niềm thương xót, xin thương những người đã chót vô tình xúc phạm đến Thánh Tâm Cha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chia buồn với bà với gia đình nhé. Đoàn sẽ cầu nguyện thêm cho ông ở trong đó trình phục vụ. Làm lời khoan phong Siêu Phi La Tô, chiều đông đánh trên cây thanh giá, trên mà tan xa xuống một tổ tông. Ngày thứ ba vợ trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này đã thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sống vậy. Amen. Lạy Chúa, con đã dưới bụng sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhân lời con kêu vàng, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tôi nào ai đổi được, lời Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Khi đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho thiên, thì người dân nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thay thái, lạy Chúa xin ban cho linh hồn Giuse được nghỉ ngơi đời ẩn và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn Giuse cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên an.
chỉ đến khi cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ như cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là cha phép tắc vô cùng thường lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống tai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu làm đời quan phong siêu phi la tô, chịu đóng đánh trên cây thánh giá, chết mà tang xa xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, các thánh đồng công, tôi tin phép tha tội, tôi tin sáng loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sống vậy. Amen. Con tin
Chúa là đấng tròn tốt tròn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con mà cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nhớ cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chưa cái và nhớ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa gì tội, cùng làm việc nên tội cho xứng. Amen. Lạy Cha, con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng khi chúng con cho họ sự thứ. Amen. Con ở dưới bậc sau kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van. Ai lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chấp tội nào ai dối được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông thấy Chúa, linh hồn con thấy vì lời hứa ấy. Vì đã trông thấy Chúa, những kẻ làm dân nước Chúa trời, đêm nay hãy trông thấy người cho liên, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn du xe được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn du xe cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng bay hãy xin thì bay sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương mến các linh hồn nơi lửa luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu vang cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào, chứng cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen. Chúng con cho linh hồn du xe được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi.
khỏi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn du xe cho khỏi tù ngục. Là được ghi ân amen. Ngợi ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng ai ấy xin thì ấy sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi lửa địa cầu hồi. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hàng soi cho liên nam nhen. Chúng con trong cả giờ thanh Đức Mẹ Chúa Trời xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiêu thốn. Đức lưu đọc kinh hiển vinh sang lang. Giữa chúng con ra khỏi mọi sự amen. Lạy ra thanh trai tìm Đức Chúa Giêsu. Thương cho chúng con. Lạy trai tìm cực thanh cực tịnh ra thanh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Lâm thanh du xe là bạn thanh sạch Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Lạy các thanh từ đạo Việt Nam. Cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bình an. Cầu cho chúng con. Chúng con cay vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn du xe được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng ngang vui vẻ vô cùng amen. Xin Chúa an ủi và nâng đỡ tinh thần tan quyến trong lúc đau buồn này. Trong tâm tình cảm thông chia sẻ, anh chị em có một lá hoa và một cánh lễ để tiễn đưa cụ Thu Xe về với Chúa. Xin gia đình nhận cho. Giờ đây xin tham gia và cùng chúng tôi dâng lên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha cho linh hồn du xe. Nếu linh hồn du xe còn vướng mắc điều gì với Thiên Chúa và cộng đoàn, thì giờ đây chúng con cũng nài xin Chúa mở rộng cánh tay yêu thương của Ngài mà ôm du xe vào lòng để đưa về hưởng nhan Thánh Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, chúng con ở trên trời, chúng con về danh Cha cả sáng, Đức Cha chỉ đến, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi với phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh chịu nạn đời quan phong Si-ô-phi-la-tô chịu đau nạn
khổ cho linh hồn du xe được thượng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có chưa vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy bề danh Chúa nhân từ cho linh hồn du xe được lên chốn nghỉ ngơi. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, ta nói cùng với các con, nếu hạt lúa bị rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta hãy theo ta, và ta ở đâu thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự ta, Cha ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn ta xao xuyến và biết nói gì. Này Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha. Lúc đó có tiếng từ trời phán: ta đã làm vinh danh ta, và ta còn làm vinh danh ta nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Cộng đoàn thân mến, trong niềm tin vào Đức Kitô, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và tử thần, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện chân thành. Hội thánh không ngừng lan truyền sự chết và phục sinh của Đức Kitô qua việc trung thành cử hành bí tích thánh thể. Xin cho các tín hữu năng đón nhận mình và mau thánh Chúa làm lương thực trên đường tiến về quê trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mầu nhiệm các thánh cùng thâm công là mối dây liên kết giữa người sống và kẻ chết. Xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu nguyện mà ban cho linh hồn Giuse được hương nhan thánh Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho mọi người chúng ta khi còn sống ở trần gian này biết khôn ngoan tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu của nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Sự sống này chỉ thay đổi chứ không mất đi. Xin cho linh hồn Giuse và tất cả những ai trung thành tôn thờ Chúa mà nay đã qua đời được vui hướng cuộc sống mới cùng chư thần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Một xuống thế làm người, không phải để lên án thế gian, nhưng để thế gian được sống. Xin cho linh hồn Giuse là người đã được ơn cứu chuộc nhờ máu thánh Đức Kitô thì cũng được hưởng hạnh phúc cùng Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Này ơn Đức Chúa Giêsu.
nguyện hôm nay hoặc còn gian nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa tù lạc ấy cho ra mà đem đến chốn hương mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nan chịu chết vì chúng con. Chúa lòng lành
an. Cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con, xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy và xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên an. Linh hồn vô sẽ được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Vì Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi ân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi lúc vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi được vinh phúc. Khi dân Sion qua khói kiếp lưu đầy, tôi vẫn cứ như còn sống ngoài giấc mơ chiến biên. Vì Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi lúc vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Toàn dân cứ rơi. Người đi rồi cõi lòng tan nát tan, người đi qua mồ bia vào thế giới bên kia. Âm dương chia lìa đêm vào khuya, nhớ nhau đau lòng đau. Tình cha con hôm nào giờ còn là ấm vang ngọt ngào, lời nói thanh cao giờ dệt thành nỗi nhớ xuyến xao. Gắn bó tâm giao thành kỷ niệm đau xót biết bao. Nuối tiếc sao đi nữa, người đã chết không sống lại được. Nghĩa tư là nghĩa tận, con đến gần nhìn cha lần cuối. Vĩnh biệt cha yêu, con đau buồn khi nói chia tay. Tiễn đưa cha hiền, lòng muộn phiền khi vắng bóng cha. Nhưng xin vui thật thà, vì niềm tin dạy con mừng cha về chốn quê nhà. Người đã từng nhận nại chẳng dễ dối, sống tình thương hiệp nhất không buông xuôi. Cha như dòng suối tươi ruộng lúa khô cằn, giúp người ăn năn hướng thượng sống khiêm nhường. Chia tay lần cuối vĩnh biệt nhé cha hiền, phúc trời vô biên xin đừng quên người còn ở lại đời đường dài.
ta ơn, con đến gần nhìn cha lần cuối. Vinh biệt cha yêu, con đau buồn khi nói chia tay. Goodbye cha hiền, lòng muộn phiền khi vắng bóng cha. Nhưng xin vui thật thà, để niềm tin dạy con mừng cha về chốn quê nhà. Người đã từng nhận nại chẳng dễ ruồi, sống tình thương hiệp nhất không buông xuôi. Cha như dòng suối tươi ruộng lúa khô cằn, giúp người ăn hương thượng sống khiêm nhường. Chia tay lần cuối, vĩnh biệt nghe cha hiền. Phúc trời vô biên, xin đừng quên người còn ở lại đời đường dài. Cha như dòng suối tươi ruộng lúa khô cằn, như vầng thái dương sưởi ấm đời con giá lại. Chia tay lần cuối, vĩnh biệt cha yêu. Mai còn nhớ tiếng khóc. Cha ơi sao nỡ đành bỏ con, để ra đi mãi mãi trong con bao nỗi nhớ khôn nguôi. Cha ơi cha đâu rồi, tim con đau nhói từng hồi. Kỷ niệm hiện về trong thương nhớ, từng phút giây cha mãi ở bên con. Lòng con ghi khắc hình bóng cha mãi trong đời, tình thương ấm áp u ấm con bao tháng năm dài. Còn đây bóng dáng người cha yêu, nụ cười nhân ái hiền hòa bao dung, như đã bên con, ôi tình yêu cha tuyệt vời. Từng ngày con luôn sống lời cha nhắc nhớ dày bao con, làm con phải thao hiểu ghi tâm đền đáp bao ân mai đây con vào đời, mai đây con thành người. Đường đời dù dọc ngàn trăm lối, hãy vững tin chọn con đường yêu thương. Ấm áp u ấm
khắp con bao tháng năm dài. Còn đây bóng dáng người cha yêu, nụ cười nhân ái, hiền hòa bao dung. Nguyện xin Chúa ngôi ban
Thầy biết nói gì đây?
Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy cha, xin tôn kinh danh cha. Bây giờ có tiếng từ trời vọng xuống. Ta đã tôn vinh danh ta, ta sẽ còn tôn vinh mãi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Những thế đã khóc thương Lazaro, đã xúc động trước đám tang đứa con một của bà quả phụ thành Na Im, đã tấn nguyện với Chúa Cha trong vườn diệp Simani. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin cho cụ Giuse đây. Chúa phán: ai xin thì sẽ được, ai gõ thì sẽ mở cho. Hôm nay chúng ta hiệp ý cầu xin và tạ ơn Chúa thay cho cụ Giuse. Xin Chúa đoái thương nhận lời cầu xin chân thành của chúng ta. Cầu cho linh hồn Giuse về hương phúc được sinh muôn đời với Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi. Tôi sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Xin Chúa nâng đỡ ủi an những người thân yêu của cụ Giuse và ban ơn trợ lực để họ có thể vượt qua được cơn gian nan thử thách này. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa phán: thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn chấp nhận mọi đau khổ hy sinh, chết đi cho tội lỗi để được sống trong Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa an ủi, nâng đỡ những người trong gia đình tăng quyến đây, để họ có thể vượt qua sự thương tiếc người thân đã ra đi. Xin cho họ được sức mạnh và niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh, để cuộc đời của họ sống là sống cho Chúa và chết cũng là chết cho Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, có một Chúa đã từ có chết chống lại để mang ơn cứu độ cho chúng con. Giờ đây xin Chúa thương nhận lời chúng con khẩn nguyện, mà làm cho chúng con ngày càng vững tin rằng chính Đức Kitô con một Chúa cũng sẽ làm cho cụ Giuse là thành viên và cũng là ân nhân của giới chúng con vừa thoát kiếp tử vong, cũng được phục sinh vinh hiển trong vòng tay quan phòng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa với trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi, thì lạy chúng con xin Cha đất nhân lành vô cùng tha phần phạt cho linh hồn Giuse chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện nổi, thì xin mở cửa tù đạc ấy cho ra, mà đem đến chốn hương mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ban cho linh hồn du xe được nghỉ ngơi đời đời mà được sáng soi vô cùng. Lạy ơn Đức Chúa Trời, chi một lòng thương xót tha thứ nhân mà ái chúng con giúp mình kêu xin Chúa cho linh hồn du xe đã qua đời. Xin Chúa cho để linh hồn ấy phải tới mà đừng quên linh hồn ấy đời đời. Một nhân thanh thiền thần nhân ấy đưa lên thiên đàng để cho những linh hồn khi sống ca tìm cậy Chúa thì khi chết phải xuống nở hóa một được nên thiên đàng hưởng phúc vui vẻ vô cùng vì công việc Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Nhờ ơn Đức Chúa Giêsu xưa với trời mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự phương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi thì nay chúng con cũng xin Chúa rất nhân lành vô cùng tha phẩm phạt cho linh hồn du xe chúng con cầu nguyện hôm nay hoặc còn ra nơi nữa đền tổ ấy thì xin mở cửa tổ đặc ấy cho ra và đem đến chôn đường mọi sự vui thật là nước thiên đàng vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Chúa gọi linh hồn du xe về với Chúa. Hội bà Thánh Anna giáo xứ Thánh Tâm chúng tôi đến đây chia buồn cùng tang quyến. Xin Thiên Chúa an ủi tang quyến trong lúc đau buồn này và ban sức mạnh tinh thần. Giờ đây xin tang quyến hợp ý cùng chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Hãy lắng nghe lời chúng con. Dù tình thương xem vì chúng con phạm nên người. Dòng suối lệ tuôn mãi, đoàn chúng con hướng về người. Lạy Chúa đầy vinh quang, nguyện thương đến lời vạn này. Nguyện Chúa chi ai, hãy lắng nghe lời chúng con. Dù tình thương xem, vì chúng con phạm đến. Trời, tái xin Đức Mẹ phù hộ cho linh hồn Giuse được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Lạy Cha, con ở trên trời, con nguyện thân Cha ca sáng nước Cha chỉ đến như Cha để dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ như kêu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Mừng Maria, nữ ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Mừng Maria, nữ ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Linh hồn Maria, đời ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Linh hồn Maria, đời ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Linh hồn Maria, đời ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Linh hồn Maria, đời ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Linh hồn Maria, đời ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Linh hồn Maria, đời ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc
nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ơi cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có chưa vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn du xe được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Mời cộng đoàn. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho linh hồn này được trở về quê mình, là nơi không còn chết chóc và là nơi hạnh phúc tồn tại muôn đời. Cộng đoàn thân mến, sau khi đã nghe và suy tôn lời Chúa, chúng ta cùng nhau dâng lời cầu nguyện thiết tha cho linh hồn Giuse. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con tin Chúa đã cho Đức Kitô chết và sống lại. Xin vì mầu nhiệm này, đời thương tôi tớ Chúa là linh hồn Giuse được về an nghỉ trong Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, chỉ mình Chúa có quyền bao đám đời sống con người trên trần gian. Và sau khi đã qua đời, xin tha mọi lỗi lầm, mọi thiếu sót của linh hồn Giuse khỏi chốn thánh luyện, để sớm về với Chúa trong cõi vinh phúc Chúa đã hứa ban. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lời Chúa là đấng hằng thương xót và tha thứ, chúng con lại xin Chúa cho linh hồn con cái Chúa là Giuse mà giây phút này chúng con đang thương nhớ, được hoài quê thật và được hương sư vui mừng đời đời, vì đã trông cậy và tin tưởng Chúa khi còn sống. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Xin cho anh chị em chúng con đang tụ họp nhau nơi đây trong tin tưởng và đạo đức, được Chúa cho chúng con đoàn tụ trong nước vinh quang của Ngài. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa mới trời mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi, thì lạy chúng con xin Cha đấng nhân lành vô cùng phần phạt cho linh hồn Giuse chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù rạp ấy cho ra, mà đem đến chốn hương mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen. Thầm trầm luôn con than van, con cầu khẩn, xin thương nghe ôi lạy Chúa. Năm tháng mỏi mòn trôi, bừng bừng lửa hồng luôn nung nấu, ngầm lút bao thống khổ sầu. Hết tình kêu khẩn, con tin chẳng mẹ thương nhận lời. Để hiệp thông giữa người sống và người chết, hồi con hồi Anna chúng tôi có nén nhang để tạm biệt tâm. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đã thêm sức chúng ta trong cuộc đời này. Vâng, để cùng nhau nhắc mãi hát vang xa đất tận cùng trái đất, tăng cao đất tận trời xa, để loan báo một sứ điệp yêu thương mà chỉ có một trên đời, đó là tình yêu thương của Cha Thầy. Người
cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Mà người xuống tai sinh bởi bà Maria đồng sinh, chịu nạn đời quan phong Siro Pilato, chịu đóng đánh trên cây thánh giá, chết và tán xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có khắp thế này các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin sáng mai người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sống vậy. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới một sau kêu đến Chúa, xin Chúa hãy thương nhân lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tôi nào ai dối được, bởi Chúa hàng có lòng đành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Khi đã trông cậy Chúa, những kẻ làm nên Đức Chúa Trời, nên mày hãy trông cậy người cho nên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm nên người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Giuse được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Giuse cho khỏi tù và được nghỉ yên. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã cận mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ. Thầy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin tha tần phạt cho linh hồn Giuse đã tội nghiệp hôm nay hoặc còn giam nơi chỗ đền tội, thì xin mở cửa tù lại thấy cho ra mà đem đến chốn hương mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Lạy Cha con ở trên trời, chúng con nguyện nên Cha ta sang nước Cha chỉ đến với Cha để hiện thân cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ phạm nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Đừng sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi đừng sâu thương đau con đời trong Chúa nhận lời. Giêsu Maria Giuse con yêu, đừng dội linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse con yêu, đừng dội linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse con yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Lạy Chúa chúng con cầu nguyện.
con Chúa ra đời, chịu làm chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch nỗi nhớ cùng Chúa, vì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con, chê hết mọi sự, con dốc lòng chưa cay và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng hàng em. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi lúc vui tiếng cười, lưỡi tôi vàng lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thầm viên qua khói kiếp lưu đầy. Tôi vẫn cứ như các chú các cô ở Hạc Lân, ở trên Thủ Đức,
cũng về với chú đi về với chú đột ngột quá, chẳng báo gì cho cháu biết cả. Vì thế mà giờ lúc này trước chú nhớ về với chú cầu nguyện cho cháu, cho tất cả những người thân yêu của chú, nhà bố của cháu đây, chú Đình ở ngoài Bắc, rồi các cô các chú nữa đã hiện diện trước quan tài của chú. Xin Chúa xin đón nhận chú ở thiên đàng để chú cầu nguyện nhiều cho những người còn đang sống ở cuộc đời này. Thiên Linh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, Thiên Linh Cha đang vô cùng chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đón nhận kinh nghiệm Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống giữa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời sẽ đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng về chúa các thánh tông đồ, thì nay chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống nhân đổi dạy dỗ chúng con làm những việc lành vì con nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn du xe được đem chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng nắng vui vẻ vô cùng. Vì Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi lúc vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân trên trời chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đành trên cây thanh giá, trên tòa thang xa xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba đời trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh đồng công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chấp tội nào ai dối được. Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán ngứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Khi đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Thì người dân nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn du xe được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn du xe cho khỏi tù.
xin Chúa lòng thành vô cùng thương mến các linh hồn nơi nửa đường cầu. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu vang cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên amen. Chúng con trong cửa giác thanh Đức Mẹ Chúa Trời xin chưa chê chưa bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiêu thốn Đức Nữ Đồng Trinh Hiền Vinh Sang Nam. Hàng Chúa chúng con cho khỏi mọi sự tự amen. Lạy giác thanh trái tim Đức Chúa Giê-xu đời sau chân cầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Giô-xe là bàn tay sạch Đức Bà Maria chọn đời đồng chi cầu cho chúng con. Lạy các thánh tư đạo Việt Nam cầu cho chúng con. Vương Mang Sư Bình An cầu cho chúng con. Mẹ ơi con dõi bước theo mẹ, lòng con biết nói gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.